Chào các bác quay trở lại với kênh của em quý mấy bãi. Thông tin của em ở đây, anh em gần có thể tới xem hàng trực tiếp nha. Rồi không mất nhiều thời gian, vào việc luôn. Hôm nay thì em quay lung tung đi, giới thiệu tới các bác những cái gì đang có hiện tại nhà em. Mà em về được một ít đầu nén nè. Phù hợp với motor từ 3 đến 15 ngựa kéo nhé, tùy cái nhé. Mấy cái đầu rẻ rẻ thì xin phép các bác là em tạm hết hàng ha. Còn toàn trên 5 triệu không à, dưới 5 triệu thì em tạm hết hàng nha. Đó, ít hôm thì nó lại có lại, mấy cái đó thì lại có. Đây toàn đầu tuyển, đầu đẹp không à. Cái này bán là bao xài cho các bác hết luôn nha, chứ không phải hên xui đâu. Còn thích hên xui thì em có cái lô hên xui sau ha. Còn cái này là đã kiểm tra ok hết rồi, bao xài cho các bác. Phù hợp với mấy bác xài gia đình hay là kinh doanh lấy tiền gì cũng ok hết nha. Đó là những cái đầu nén ở bên em từ 3 ngựa tới 15 ngựa kéo. Và giá thành thì nó hơi cao chút, từ 5 chai đổ lên, nó tùy theo con. Bác nào thấy hợp lý thì ủng hộ em. Không thấy hợp lý với quá nhu cầu thì xem cho nó biết tình hình để các bác đi tham khảo cho nó dễ nha. Ở đây em có mấy cái đầu ý nè. Đó. Mấy cái loại này cứ ép trăm hơn trăm hết nha. Phù hợp với motor 3 đến 5 ngựa kéo. Các bác có motor nào thì cứ vào Zalo liên hệ em tư vấn cho nó phù hợp. Nhiều khi mấy bác cứ thích chọn 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 như vậy chứ nó không hợp với mấy bác đâu. Rồi cái nhu cầu làm việc của mình nó như thế nào nó mới quyết định mình chọn cái đầu nén cho nó phù hợp nha các bác. Chứ không phải cái nào nó cũng như cái nào đâu. Đó. Đây là dòng mờ đốp nha. Bữa em bán hết mấy cái rồi. 270, 340 tất cả là ti sứ hết nha. Trong này chỉ có một con ti da thôi nha. Ti da con 620 à, to đùng đẹp len keng luôn. Con đó là 5 triệu rưỡi nha các bác. Má đẹp thôi rồi, xin lỗi các bác như vậy. Đó, thay hồ dùng súng luôn. Nhìn rét luôn. Con này thì ép 350, 15 ngựa kéo nha. Con đó thì 3 đến 5 ngựa kéo tùy theo khả năng motor mình chạy. Có đúc 3 HP 60B, con này 7 ngựa rưỡi. Ba ngựa chạy thì cũng được nhưng mà theo kiểu ba ngựa, các bác mua về phí tiền thì đi kiếm con ba ngựa giá nó mềm hơn. Con này con mở được 310, con này nó đang bị dục đâu cái lớp này em tìm chưa ra nè. Con này thì đẹp khỏi nói rồi, 270, mấy cái bu ly dễ xài nha. Cốt âm thì mấy con này cốt âm, các bác có motor ở gần thì cứ bê tới đây em đóng cho luôn cho nó xong cũng được. Nói chung là thích kiểu nào em chiều kiểu đó nha. Phốt phết thì em có đầy đủ nha. Phốt ok các kiểu nha. 313, 311, 516, 508 gì tùm lum nó có hết nha. 270 có luôn. 340 có luôn. 5G13 có luôn. Đó, cần phốt mấy cái đầu áp này thì cứ liên hệ em nha. Phốt bố vả nha anh em. Đa số là phốt số nào em cũng có nha. Thậm chí cả phốt con 10, 50 khó kiếm như vậy mà em cũng có luôn. Phốt bố vải hẳn thôi. Đó, liên hệ em tư vấn cho nó phù hợp. Mấy cái đầu ok này. 518 này. Đây là khúc máy rửa nha. Từ 7 ngựa rưỡi cho tới 10 ngựa. 3 ngựa chứ lộn, từ 3 ngựa. 3 ngựa cho tới 15 ngựa, 18 ngựa. Con này 7 ngựa rưỡi này, 6 ngựa này, con này 18 ngựa này. Đó, nó tùm lum tùm la hết. Chờ em xíu em quay video chờ xíu. Xin lỗi các bác. Đó. Cái này một pha luôn, một pha 11 triệu bộ đầy đủ luôn nha các bác. Dây súng đầy đủ, đầu ý, motor ý luôn. Zin 220V. Đó. Chi tiết thì cứ vào Zalo giùm em nha. Này. Con này cũng vậy luôn, con này giá 8 triệu rưỡi nha. 5 ngựa luôn nè. Xài gia đình hay kinh doanh gì cũng được, áp làm việc 120 nha, đấu một pha cho bác xài luôn. Đó, 5 ngựa đấu về nó còn 3 ngựa chạy được 120 luôn. Kéo cái đầu mà đúp nha, đầu này đầu em đúp. Đó. Em ru ru luôn. Mấy con này thì có 10 ngựa, 10 ngựa. Dây thủy lực em có nhiều nha, dây máy bấm em bấm luôn. Đầu tư tới cỡ đó phục vụ các bác luôn. Mấy con này một pha ok gì tùm lum á.
313 này, 508 này, đầu Comet này, motor 220 motor Việt Nam này, con này 10 triệu nha. 5 ngựa luôn nè. Chắn hơn kẹo. Kéo cái đầu ý 13 14 F150. Con này 6 ngựa. Máy hàng. Dây đủ cỡ, đủ loại, đủ kích thước nha, các bác thích loại nào cũng có luôn nha. Dây là dây công nghệ Ý nha, chứ không phải hàng Ý đâu, công nghệ Ý thôi nha. Dây da trơn hai lớp thép. Có dây lỗ 6 ly, 8 ly, 10 ly, 12 ly tùy các bác chọn nha, và độ dài tùy thích nha. Đó. Rồi lọc với các kiểu là em có bán đầy đủ luôn nha. Lọc nè. Lọc nè. Đồng hồ này, đồng hồ cho em còn 100 cái. Em đang nhập về thêm nè. Đồng hồ ép dầu nè. Các bác nào lấy nhiều thì giá tốt nè, còn lấy lẻ lẻ dùng em thì 101 cái nha. Lấy nhiều nhiều thì em bớt lại tùy số lượng nha. Đó, đồng hồ F400, đồng hồ dầu. Đó, nguyên cái tủ phốt này em ở đây nè, bao nhiêu là thứ em rồi. Tuy sứ phốt không thì lung tung, nói chung là làm nghề là phải có để phục vụ các bác. Nhưng mà các bác mua đồ bên em, quay lại kiếm em là em phải có nha. Đó, bán ra là phải có trách nhiệm về với cái sản phẩm của mình. Khi mà các bác quay lại kiếm phụ tùng thì em sẽ đáp ứng luôn. Lọc, 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 lọc. Có mấy cái nào là khí nè. Đó. Đây em còn xong mấy cục đá mài bãi nè. Đá mài. Mới chưa xài luôn, cái thời đam mê dao kéo. Eto em còn ít nữa. Eto phô trên bàn phay, xoay độ hai con xoay độ. Con này 63kg nè, ngàm 200 nè. Với mấy con nhóc nhóc ngàm 100, 150 đó. Vậy thôi. Rồi hôm nay em lấy nhiêu đây thôi. Các bác có nhu cầu thì liên hệ em. Cảm ơn các bác và hẹn gặp lại trong cái clip tiếp theo của em.